Rất là vui mừng khi được chào đón quý bác anh chị đã đến và quay trở lại với kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình Minh Đường Tử Vi xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác anh chị có được vận trình nhiều các tinh trợ mệnh, thần tài dẫn bước, vượng vận quý nhân, sự nghiệp hịnh vinh, tài lộc thăng tiến, có cơ hội trúng số, trúng thưởng rất lớn, giàu có hơn người, đổi đời ngoạn mục. Và nếu như quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập chương trình muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Chấn động, thầy tử vi báo trước cực chính xác, tuần vàng hốt bạc tháng 10 âm lịch 2024. Tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962, gặp thời đổi vận, trúng lớn liên tiếp, vào nước đố đổ dách, cuộc sống sướng hơn vua chúa. Thưa quý tín chủ, Nhâm Dần sinh năm 1962 thân mến, quá khứ từng có lúc tâm của Nhâm Dần chỉ có đất trời, chỉ nhìn thiên địa, chỉ tin bản thân và chỉ thuận theo bản tâm, bản tính. Cách đây không lâu, có lúc Nhâm Dần tưởng mọi sự đều đã ổn an, rằng mình đã đạt được hạn mức tối cao của cuộc đời. Rón rén thò một chân ra khỏi dòng an toàn cố hữu, mong thành công trong thành tựu, nghĩ được dựng xây một đời vô tư bên cạnh gia đình mà mình yêu thương. Thời gian trước, từng có lúc Nhâm Dần cuồng ca một khúc, từng có thời điểm bản mệnh hân hoan trong sự si say, tung bay trong men chiến thắng, rồi cuộc sống không phải là một giấc mơ. Cuộc đời là nơi mà Nhâm Dần là đạo diễn, nhưng kịch bản lại do mệnh số giao cho, mà kịch bản mệnh số đưa thì thường điền thêm dài ba chương bi kịch, năm ba dòng khổ đau. Thật ra, tưởng chừng ấy khó khăn đau khổ dành cho 1962 Nhâm Dần có thể khiến những chú hổ tự lập này đổ gục, nhưng không công sức nào chả được đền đáp. Công vuông trồng nào chẳng được thu hái trái ngọt, sau 9 tháng đầu năm vất vả ngược xuôi, theo dự ngôn mới nhất, đúng tháng 10 âm lịch sắp tới, người tuổi Nhâm Dần chính thức đến hồi Thái Lai. Bội thu tài lộc, tiền bạc ào ào đổ về nhà, giàu có nhất thiên hạ, tín chủ Nhâm Dần muốn biết cụ thể như thế nào? Hãy cùng Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu ngay sau đây. Dự ngôn chấn động, tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 gặp thời đổi vận, trúng lớn liên tiếp, vào nước đố đổ dách tháng 10 âm lịch. Tổng quan tử vi tháng 10 âm lịch 2024 của tuổi Nhâm Dần 1962. Bước vào tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 mang đến nhiều thử thách cho những người sinh năm Nhâm Dần 1962. Vốn dĩ, người tuổi này luôn tự hào về bản thân bởi sự chính trực và khôn ngoan, nhưng đôi khi chính sự tự tin đó lại trở thành con dao hai lưỡi. Trong công việc và giao tiếp, nếu không cẩn trọng, bạn có thể dễ dàng bị cuốn vào những tình huống rắc rối từ những chi tiết nhỏ mà bản thân không lường trước được. Những người xung quanh không hề phủ nhận năng lực của bạn, họ còn công nhận bạn là người tài năng, đặc biệt với những gì bạn đã đạt được trong sự nghiệp. Tuy nhiên, nếu bạn để sự kiêu ngạo lấn át, thành công có thể sẽ không còn ở gần bạn nữa, thậm chí nó có thể trở thành nguyên nhân khiến bạn bị cô lập, bởi những người xung quanh sẽ bắt đầu tỏ ra không hài lòng, dần dần xa lánh bạn. Sự tự tin là tốt, nhưng đừng biến nó thành sự kiêu căng, khiến bản thân mất đi thiện cảm từ người khác. Tháng này, sự xuất hiện của đế vượng trong cung mệnh có thể khiến bạn dễ rơi vào trạng thái tự tôn quá mức. Bạn cảm thấy mình là người xuất sắc nhất, dẫn đến việc các hoạt động mang tính chất nhóm hoặc tập thể sẽ không thuận lợi. Trong những tình huống như thế, bạn nên tập trung vào những nhiệm vụ mà bạn có thể phát huy hết khả năng cá nhân. Đó là cách tốt nhất để giảm thiểu những va chạm không đáng có và tận dụng tối đa ưu điểm của mình. Kiếp tài cũng mang theo những tác động tiêu cực khiến người tuổi Nhâm Dần gặp nhiều sóng gió trong tháng này. Những tin đồn thất thiệt, thông tin tiêu cực có thể đến dồn dập, khiến bạn cảm thấy mệt mỏi. Tuy nhiên, điều may mắn là bạn luôn có một trái tim mạnh mẽ, không dễ bị khuất phục trước khó khăn. Tinh thần kiên định này chính là điểm tựa giúp bạn vượt qua mọi thử thách, chiến thắng trong mọi cuộc đấu tranh. Về mặt tài chính,
Tháng này không phải là thời điểm lý tưởng để bạn cho vay mượn. Dù bạn có khả năng tài chính vững vàng, hãy giữ kín điều đó. Nếu để người khác biết về tài sản của mình, có thể sẽ phát sinh lòng tham từ những người xung quanh. Hãy thận trọng và chỉ nên chia sẻ những gì cần thiết, tránh những phiền toái không đáng có từ sự quan tâm quá mức của người khác. Sức khỏe của bạn trong tháng này cũng không được tốt, phần lớn là do căng thẳng kéo dài mà bạn chưa xử lý dứt điểm. Với tính cách hay ôm đồm quá nhiều việc, bạn tự tạo ra áp lực cho chính mình, dẫn đến cơ thể trở nên quá tải. Để giữ gìn sức khỏe, bạn cần học cách buông bỏ, chia sẻ bớt gánh nặng với những người xung quanh và đừng cố gắng gánh vác mọi việc một mình. Trong tháng Ất Hợi này, hãy nhớ rằng sự khiêm tốn và lòng bao dung là hai yếu tố quan trọng giúp bạn giữ được sự bình an trong tâm hồn và hài hòa trong các mối quan hệ. Như lời dạy của Đức Phật, ai biết được chính mình mới là người khôn ngoan. Đừng để những thành công nhất thời khiến bạn quên đi sự quan trọng của lòng khiêm tốn. Thay vì khẳng định bản thân bằng cách tranh thắng, hãy học cách lắng nghe và hiểu người khác. Khi bạn biết chia sẻ và bao dung, mọi thứ xung quanh sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn và bạn sẽ tìm thấy sự bình an trong cuộc sống. Tháng 10 âm lịch này dù có gặp phải bao nhiêu thử thách, hãy luôn giữ tâm an và tin rằng sau mỗi khó khăn đều có cơ hội cho sự trưởng thành. Tâm thế sẵn sàng đối mặt với mọi hoàn cảnh sẽ là nguồn sức mạnh lớn nhất giúp bạn vươn tới những thành công mới. Xem tử vi sự nghiệp tuổi Nhâm Dần tháng 10 âm lịch năm 2024, thử thách đến từ chính bản thân. Tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024, sự nghiệp của người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 bước vào giai đoạn có nhiều biến chuyển, không hoàn toàn thuận lợi nhưng cũng đầy cơ hội nếu biết nắm bắt. Vốn dĩ, bạn là người thông minh, nhanh nhẹn và luôn tập trung cao độ trong công việc, nhưng chính sự tự tin và bản lĩnh của bạn lại đôi khi trở thành rào cản khi làm việc chung với người khác. Sự đề cao bản thân quá mức và việc xem nhẹ ý kiến từ xung quanh có thể khiến bạn vấp phải những mâu thuẫn không đáng có. Trong thời gian này, điều quan trọng nhất là bạn phải học cách điều tiết cái tôi, tránh những căng thẳng và xung đột. Sự nghiệp sẽ suôn sẻ hơn nếu bạn biết giữ sự cân bằng giữa công việc cá nhân và tinh thần hợp tác. Hãy nhớ rằng, không phải lúc nào cũng đúng là tốt và không phải lúc nào cũng đối đầu là giải pháp. Đôi khi sự nhún nhường và biết chấp nhận ý kiến từ người khác lại là chìa khóa giúp bạn đạt được thành công lớn hơn. Trong tháng 10 này, sự hiện diện của Thiên Đức Hung Tinh là một dấu hiệu cảnh báo về những rắc rối tiềm ẩn, bao gồm cả tranh chấp, thị phi và thậm chí có thể là kiện tụng. Đây là thời điểm bạn cần giữ bình tĩnh và khiêm tốn hơn bao giờ hết. Nếu có bất kỳ căng thẳng nào nảy sinh, đừng ngại thừa nhận lỗi lầm của mình và xử lý sớm để mọi chuyện không bị đẩy đi quá xa. Một thái độ khiêm nhường và ôn hòa sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn một cách nhẹ nhàng, tránh những thiệt hại không đáng có. Với những ai đang điều hành công việc kinh doanh, tháng này có thể mang đến không ít thử thách. Các kế hoạch có thể không diễn ra suôn sẻ như mong đợi và bạn sẽ cảm thấy áp lực gia tăng. Tuy nhiên, điểm mạnh của người tuổi Nhâm Dần là tinh thần chiến đấu không lùi bước. Bạn không ngại khó khăn, sẵn sàng đối mặt và đương đầu với mọi trở ngại. Điều đó sẽ giúp bạn trụ vững, bất chấp những trở ngại tạm thời. Năng lượng của tháng này mang đến cho bạn cảm giác nặng nề, như thể mọi thứ đang dồn ép và làm bạn muốn thu mình lại. Nếu bạn cảm thấy cần phải tách biệt, tránh xa những cuộc tranh luận và dành thời gian cho bản thân, đừng ngần ngại làm điều đó. Tin vào trực giác của mình, bởi trái tim bạn đang chỉ lối cho bạn tìm đến những giải pháp tĩnh tâm và lắng nghe bản thân nhiều hơn. Trong công việc, bản mệnh có đủ khả năng để tự mình xử lý mọi việc, nhưng chính vì sự thiếu lắng nghe này mà các hoạt động nhóm hoặc sự hợp tác với đồng nghiệp trở nên kém hiệu quả. Đôi khi, việc cùng người khác làm việc không chỉ để hoàn thành công việc, mà còn để học hỏi và phát triển từ những góc nhìn mới. Hãy mở lòng hơn một chút, bạn sẽ nhận ra có nhiều cơ hội mở ra từ những mối quan hệ tưởng chừng không mấy quan trọng. Như Đức Phật đã dạy, ai lắng nghe, người ấy sẽ được mở rộng tâm hồn. Trong tháng này, điều quan trọng không chỉ là thành tựu, mà còn là cách bạn đối xử với người khác trong hành trình đạt được nó. Lòng khiêm tốn và sự cởi mở với ý kiến từ người khác sẽ giúp bạn vượt qua những khó khăn và cũng là chìa khóa để giữ vững sự nghiệp lâu dài. Hãy luôn nhớ rằng, mỗi thử thách trong cuộc sống đều là bài học và tháng Ất Hợi này, bạn không chỉ học cách đối diện với khó khăn từ bên ngoài, mà còn là cơ hội để nhìn lại và vượt qua những hạn chế của chính mình. Khi bạn học cách điều tiết cái tôi và đặt lòng kiên nhẫn vào mỗi hành động, thành công sẽ đến một cách tự nhiên, không cần phải tranh giành hay đấu đá. Tử vi tài lộc tháng 10 âm lịch năm 2024 cho người tuổi Nhâm Dần,
thận trọng để tránh tổn thất. Tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024, tài lộc của người tuổi Nhâm Dần 1962 gặp phải không ít thách thức và khó khăn. Sự xuất hiện của tương phá trong cung mệnh dự báo về những vấn đề tài chính có thể xảy ra do bản mệnh quá tự tin vào bản thân, thậm chí là kiêu ngạo, dẫn đến việc không thừa nhận những sai sót của mình. Sự chủ quan này có thể khiến bạn đối diện với những tổn thất không đáng có. Những quyết định tài chính thiếu suy nghĩ kỹ lưỡng hoặc không được cân nhắc cẩn thận có thể dẫn đến thất thoát tiền bạc. Trong giai đoạn này, khi gặp phải vấn đề về tài chính, điều quan trọng nhất là bạn phải tỉnh táo và xử lý vấn đề ngay khi nó vừa xảy ra. Hãy khoanh vùng những rắc rối tài chính để chúng không lan rộng và gây thêm thiệt hại. Đừng để cảm giác tự mãn khiến bạn lơ là trong việc quản lý tiền bạc. Hãy rút ra những bài học từ các sai lầm để tránh đi vào vết xe đổ. Thêm vào đó, tuổi Nhâm Dần nên nhắc nhở bản thân luôn cẩn trọng trong mọi tình huống. Đây là thời điểm quan trọng để bạn nhận ra rằng, dù có khả năng kiếm tiền giỏi đến đâu, nếu không biết giữ gìn, tài lộc rồi cũng sẽ trôi tuột khỏi tay, giống như câu nói của cha ông: dù có núi vàng, nếu không biết tiết kiệm thì núi cũng mòn. Đây chính là bài học đắt giá về quản lý tài chính mà bạn nên ghi nhớ. Những người tuổi Nhâm Dần có khả năng kiếm tiền khá nhanh chóng, nhưng việc quản lý tài chính khôn ngoan lại là điều quan trọng không kém. Hãy tập trung vào việc xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn thay vì chi tiêu một cách bốc đồng. Bạn hoàn toàn có thể tự thưởng cho mình một món đồ yêu thích, nhưng đừng để những quyết định chi tiêu nhất thời làm ảnh hưởng đến tài chính của bạn trong tương lai. Đặc biệt, tránh việc bỏ ra một khoản tiền lớn mà không có sự tính toán kỹ lưỡng. Ngoài ra, tháng này, bạn có thể cảm thấy sự hấp dẫn từ các cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, hãy cẩn thận, đây không phải là thời điểm thích hợp để dốc toàn bộ tài sản vào bất kỳ lĩnh vực nào. Dù bạn có mong muốn đầu tư, hãy bắt đầu với những dự án nhỏ, giúp bạn vừa có thể thực hành, vừa tích lũy kinh nghiệm. Điều quan trọng là bạn cần hiểu rõ về lĩnh vực đầu tư trước khi quyết định dồn tiền vào. Đừng để sự hấp dẫn của những lợi nhuận ngắn hạn khiến bạn mạo hiểm tất cả mà không lường trước rủi ro. Trong bối cảnh tài lộc biến động của tháng 10 âm lịch này, bài học về chánh niệm trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Phật dạy rằng, người có chánh niệm luôn biết rõ và tỉnh thức trước mọi hành động, suy nghĩ của mình. Việc quản lý tài chính cũng giống như vậy, bạn cần tỉnh thức trong mọi quyết định. Đừng để những cảm xúc nhất thời hoặc lòng tham làm mờ đi trí tuệ. Khi biết dừng lại, suy ngẫm và hành động một cách khôn ngoan, bạn sẽ tránh được những rủi ro không đáng có. Tháng Ất Hợi này là lúc để bạn nhìn lại cách mình quản lý tài chính, từ đó điều chỉnh lại hướng đi để tương lai luôn ổn định và bền vững. Dù có đối diện với những khó khăn, hãy nhớ rằng mỗi thử thách đều là một cơ hội để bạn học hỏi và trưởng thành. Tử vi sức khỏe tháng 10 âm lịch 2024 cho người tuổi Nhâm Dần, tinh thần và sức khỏe là trọng tâm. Tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 là một giai đoạn mà người tuổi Nhâm Dần sinh năm 1962 cần đặt sức khỏe lên hàng đầu, đặc biệt là về mặt tinh thần. Sự ảnh hưởng của thiên đức hung tinh đã mang đến những tác động tiêu cực đến trạng thái tâm lý và sức khỏe tổng thể của bạn. Sự căng thẳng kéo dài và mệt mỏi do áp lực từ công việc và cuộc sống có thể làm suy yếu cả cơ thể lẫn tinh thần, khiến bạn trở nên dễ tổn thương hơn. Chìa khóa để vượt qua giai đoạn này chính là việc học cách buông bỏ những lo âu, phiền muộn. Đôi khi, những nỗi lo dồn nén khiến bạn cảm thấy bất an, mất ngủ hoặc suy giảm sức khỏe. Nhưng hãy nhớ rằng, lo lắng không giải quyết được vấn đề, chỉ làm tâm trí của bạn thêm rối ren. Hãy dừng lại, tĩnh lặng và để cho trái tim, tâm trí của bạn nghỉ ngơi sau những ngày dài mệt mỏi. Một giấc ngủ sâu và đủ giấc sẽ giúp bạn tỉnh táo, sáng suốt hơn để xử lý các vấn đề vào ngày hôm sau. Một lời khuyên dành cho bạn là hạn chế sử dụng các thiết bị điện tử trước khi đi ngủ. Ánh sáng xanh từ điện thoại hoặc máy tính có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ và khiến tâm trí bạn thêm căng thẳng. Thay vào đó, hãy dành thời gian thư giãn, đọc sách hoặc ngồi thiền để tinh thần được thư giãn, giúp bạn dễ dàng chìm vào giấc ngủ ngon hơn. Không chỉ tinh thần, cơ thể của bạn cũng đang có những dấu hiệu cảnh báo. Nhị hắc tinh nhập cung chính bắc cảnh báo những nguy cơ về sức khỏe của tuổi Nhâm Dần trong tháng này. Bản mệnh cần đặc biệt chú ý đến chế độ ăn uống và nghỉ ngơi. Việc lơ là hoặc không quan tâm đúng mức đến thói quen sinh hoạt có thể dẫn đến tái phát các bệnh liên quan đến dạ dày hoặc hệ tiêu hóa. Đây là những vấn đề mà bạn đã gặp phải trong quá khứ và có khả năng quay trở lại nếu không được chăm sóc cẩn thận. Chế độ ăn uống là một yếu tố cực kỳ quan trọng trong việc duy trì sức khỏe. Hãy ưu tiên các thực phẩm lành mạnh,
giàu dinh dưỡng, hạn chế thức ăn nhanh và các món có nhiều dầu mỡ. Bên cạnh đó, bạn cũng nên duy trì việc vận động, tập thể dục nhẹ nhàng hàng ngày để tăng cường sức khỏe và cải thiện tinh thần. Một cơ thể khỏe mạnh luôn là nền tảng vững chắc để vượt qua mọi khó khăn và thử thách. Trong những lúc sức khỏe không được ổn định, người tuổi Nhâm Dần cần nhớ tới một bài học quý báu từ triết lý Phật giáo: tâm an. Dạng sự an, tâm trí của bạn chính là cội nguồn của mọi cảm giác về sức khỏe và hạnh phúc. Nếu bạn biết giữ gìn tâm trí thanh tịnh, mọi lo âu, mệt mỏi trong cuộc sống sẽ dần tan biến. Đừng để những gánh nặng tinh thần khiến bạn sa sút về cả thể chất lẫn tinh thần. Phật dạy rằng, chúng ta thường lo lắng về những điều chưa xảy ra hoặc đã qua, nhưng thực ra hiện tại mới là quan trọng nhất. Hãy sống trọn vẹn từng khoảnh khắc, đặt niềm tin vào khả năng của bản thân và luôn duy trì tâm trí sáng suốt. Khi biết dừng lại, hít thở sâu và để mọi phiền muộn tan biến theo làn hơi thở, bạn sẽ tìm thấy sự bình an và vững vàng trong lòng mình. Tháng này, dù phải đối diện với nhiều khó khăn về sức khỏe, cả về mặt tinh thần lẫn thể chất, nhưng bạn hoàn toàn có thể vượt qua được. Đừng quên rằng, sức khỏe không chỉ là trạng thái không có bệnh tật, mà còn là sự cân bằng giữa cơ thể, tâm trí và tinh thần. Sự bình an trong tâm hồn sẽ giúp bạn có đủ sức mạnh để bảo vệ cơ thể, cũng như tạo nên một sức khỏe vững vàng hơn bao giờ hết. Tử vi tình duyên tuổi Nhâm Dần tháng 10 âm lịch 2024, lắng nghe để hiểu và yêu thương. Tháng Ất Hợi năm Giáp Thìn 2024 sẽ mang đến nhiều cơ hội để người tuổi Nhâm Dần 1962 cải thiện và hàn gắn tình cảm nhờ vào sự tương sinh của ngũ hành. Những mối quan hệ trong cuộc sống tình cảm của bạn dù đã qua nhiều thử thách hay sóng gió đều sẽ có cơ hội tốt hơn để được thấu hiểu, hòa giải và làm mới. Đây là thời điểm bạn cần học cách hạ thấp cái tôi, gạt bỏ tự ái và thừa nhận rằng đôi khi bạn chưa thực sự giỏi trong việc giao tiếp tình cảm. Những lời nói vô tình có thể đã làm tổn thương người bạn yêu thương, và giờ đây là lúc bạn cần tập trung vào việc chữa lành. Nếu bạn đã có một mối quan hệ ổn định, tháng này là cơ hội để củng cố và xây dựng lại nền móng cho tình yêu của hai bạn. Đừng ngại ngần mà hãy mở lòng nhiều hơn, trao đổi một cách chân thành với người bạn đời. Hãy để đối phương biết rằng dù bạn có vẻ ngoài cứng cỏi nhưng trong lòng vẫn rất cần sự quan tâm và thấu hiểu. Việc chia sẻ những suy nghĩ, cảm xúc và khó khăn trong cuộc sống không chỉ giúp bạn giải tỏa mà còn tạo nên sự gắn kết mạnh mẽ hơn giữa hai người. Đối phương dù đôi khi im lặng, thực sự có thể là người mang đến cho bạn những lời khuyên giá trị, những góc nhìn khác biệt, giúp bạn vượt qua khó khăn trong công việc và cuộc sống. Hãy tin tưởng vào sự đồng hành của họ, đừng ôm đồm mọi thứ một mình. Việc mở lòng sẽ là bước đầu tiên để hâm nóng lại tình yêu, đưa mối quan hệ của bạn lên một tầm cao mới, nơi không còn chỗ cho sự cô đơn hay bất đồng. Còn đối với những ai vẫn đang đơn côi, tháng này có thể không mang lại cho bạn nhiều sự phấn khởi trong chuyện tình cảm. Bạn có thể cảm thấy không quá hứng thú với việc mở rộng các mối quan hệ hay tìm kiếm những cơ hội mới. Thay vì tham gia các hoạt động xã hội như bạn bè, bạn lại thấy thích thú với việc dành thời gian riêng tư ở nhà, đọc sách hay thực hiện những thú vui cá nhân. Điều này không có gì sai cả, bởi thời gian này có thể là cơ hội để bạn tập trung vào bản thân, lắng nghe cảm xúc và nhu cầu thật sự của mình. Tuy nhiên, nếu bạn muốn tìm kiếm một mối quan hệ mới, hãy cân nhắc việc bước ra khỏi vùng an toàn. Đôi khi, hạnh phúc không đến từ sự thoải mái, mà là từ việc bạn cho phép mình trải nghiệm những điều mới mẻ, gặp gỡ những con người mới. Đừng khép mình quá lâu, vì điều đó có thể khiến bạn bỏ lỡ những cơ hội tình yêu đáng quý trong tương lai. Trong Phật giáo, việc lắng nghe sâu là một bài học quý giá. Người tuổi Nhâm Dần nên áp dụng điều này vào trong tình yêu của mình. Lắng nghe không chỉ để hiểu người khác mà còn để hiểu chính mình. Khi bạn biết cách lắng nghe một cách chân thành, mọi khúc mắc sẽ dần được tháo gỡ, sự đồng cảm sẽ tăng lên và tình yêu sẽ được nuôi dưỡng bền lâu. Có thể trong quá khứ, bạn đã từng có xu hướng muốn kiểm soát mối quan hệ, muốn mọi thứ diễn ra theo ý mình. Nhưng giờ đây, hãy để trái tim bạn mở ra, lắng nghe đối phương nhiều hơn, đặt mình vào vị trí của họ để cảm nhận. Điều đó không chỉ giúp bạn tránh được những đánh giá chủ quan, mà còn làm cho tình yêu trở nên nhẹ nhàng, ấm áp hơn. Hãy nhớ rằng, tình yêu không phải là sự chiếm hữu mà là sự đồng hành cùng nhau qua những thăng trầm. Cách thức để yêu thương và hòa giải. Học cách thừa nhận sai lầm. Đôi khi chỉ cần một lời xin lỗi chân thành là đủ để hàn gắn lại mối quan hệ đã rạn nứt. Hãy bỏ qua cái tôi và hãy chân thành trong từng lời nói, hành động của mình, thể hiện sự quan tâm,
Dành thời gian nhiều hơn để ở bên người bạn yêu thương. Một cái nắm tay, một lời hỏi han đôi khi có thể làm tan biến mọi khoảng cách. Không ngại thay đổi, mỗi chúng ta đều có thể thay đổi để tốt hơn. Hãy lắng nghe những phản hồi của đối phương và điều chỉnh bản thân để cả hai cùng nhau tiến về phía trước. Tóm lại, tháng 10 âm lịch này tuổi Nhâm Dần cần tận dụng sự tương sinh của ngũ hành để hòa giải và hàn gắn tình yêu. Sự thấu hiểu và lắng nghe sẽ là chìa khóa vàng để bạn giữ gìn và phát triển hạnh phúc trong mối quan hệ của mình. Hãy để trái tim dẫn dắt và tạo nên một tình yêu đong đầy, trọn vẹn. Tiếp theo là tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 10 âm lịch. Chúng tôi sẽ phân tích chi tiết ảnh hưởng các sao chiếu mệnh lên từng phương diện cuộc sống, giúp các bác đón lành tránh dữ và làm giàu thành công các bác nhé. Tử vi tuần 1, từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 7 tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi 2024. Tuần đầu tiên của tháng Ất Hợi mang đến cho tuổi Nhâm Dần nhiều suy ngẫm về công việc và cuộc sống. Thiên đức nhập cung khiến tinh thần của bạn trở nên nhạy cảm hơn, dễ bị sao lãng bởi những vấn đề nhỏ nhặt xung quanh. Dù vậy, không thể phủ nhận khả năng và sự quyết đoán của bạn trong các nhiệm vụ. Tuy nhiên, đừng quá cứng nhắc khi đưa ra quyết định mà bỏ qua ý kiến của người khác. Về công việc, tuần này có một số thử thách đòi hỏi bạn cần giữ tinh thần lạc quan và kiên nhẫn. Những rắc rối có thể xuất phát từ việc bạn không lắng nghe ý kiến của đồng nghiệp, khiến tình hình trở nên căng thẳng. Hãy tận dụng khoảng thời gian này để mở lòng, đón nhận những góp ý chân thành. Điều này không chỉ giúp cải thiện mối quan hệ mà còn giúp công việc thuận lợi hơn. Trong vấn đề tình duyên, sự nhạy cảm của bạn trong tuần này có thể làm nảy sinh những hiểu lầm nhỏ với người thương. Nhưng đừng lo lắng, đây là cơ hội để cả hai cùng nhau trò chuyện và giải tỏa những khúc mắc. Ngũ hành tương sinh hỗ trợ mối quan hệ của bạn phát triển theo hướng tích cực nếu biết lắng nghe và cảm thông. Tình hình tài chính tuần này không có nhiều biến động lớn. Tuy nhiên, bạn cần cẩn trọng với các quyết định liên quan đến tiền bạc, nhất là không nên chi tiêu vượt quá khả năng hay dính vào các khoản vay mượn. Tập trung vào các kế hoạch dài hạn, hạn chế tiêu xài không cần thiết sẽ giúp bạn duy trì sự ổn định về mặt tài chính. Tử vi tuần 2, từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi 2024. Sang tuần thứ 2 của tháng Ất Hợi, năng lượng của tuổi Nhâm Dần trở nên tích cực hơn. Bạn cảm thấy tự tin hơn trong các quyết định của mình. Kiếp tài nhập mệnh có thể mang đến một số thách thức, nhưng đây cũng là lúc bạn thể hiện được bản lĩnh và sự sáng suốt. Hãy giữ vững tinh thần chiến đấu và đừng để những khó khăn tạm thời làm lung lay ý chí của mình. Công việc trong tuần này có phần khởi sắc. Những kế hoạch dang dở từ tuần trước có thể được hoàn thành tốt hơn nhờ sự hợp tác từ đồng nghiệp. Nếu bạn biết cách làm việc nhóm, lắng nghe và chia sẻ ý kiến, kết quả sẽ đáng mong đợi. Tuy nhiên, đừng quên giữ một thái độ khiêm tốn, tránh tạo ra sự kiêu ngạo không cần thiết trong mối quan hệ công việc. Về phương diện tình cảm, những cặp đôi đã có mối quan hệ lâu dài nên dành thời gian chia sẻ và hâm nóng tình cảm. Sự thấu hiểu và đồng cảm sẽ là chìa khóa giúp giải quyết những căng thẳng có thể nảy sinh. Với những người độc thân, đây có thể là thời điểm thích hợp để mở lòng đón nhận những mối quan hệ mới. Đừng e ngại, hãy tin vào duyên số. Vấn đề tài chính trong tuần này vẫn cần được chú trọng. Dù có những cơ hội đầu tư hấp dẫn, bạn vẫn nên cẩn thận khi đưa ra quyết định. Tìm hiểu kỹ lưỡng và lên kế hoạch rõ ràng sẽ giúp bạn tránh những rủi ro không mong muốn. Đặc biệt, không nên dùng toàn bộ tài sản vào một lĩnh vực mà bạn chưa hiểu rõ. Tử vi tuần 3, từ ngày 15 đến ngày 21 tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi 2024. Tuần thứ 3 của tháng Ất Hợi mở ra nhiều cơ hội mới cho tuổi Nhâm Dần. Những khó khăn từ các tuần trước dần được tháo gỡ và bạn có cơ hội nhìn nhận mọi việc một cách rõ ràng hơn. Thiên đức chiếu sáng giúp bạn phát triển tốt về mặt tinh thần, sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Về công việc, tuần này có thể xuất hiện những thay đổi đáng kể. Bạn có thể được giao phó những nhiệm vụ quan trọng hơn và đây chính là lúc để bạn thể hiện khả năng lãnh đạo cũng như tư duy sáng tạo của mình. Hãy nắm bắt cơ hội này, nhưng đồng thời cũng nên giữ vững tinh thần học hỏi và khiêm tốn. Về tình cảm, người tuổi Nhâm Dần có thể cảm thấy mối quan hệ của mình có phần lạnh nhạt, nhưng đừng lo lắng, đây chỉ là giai đoạn tạm thời. Hãy dành nhiều thời gian hơn để trò chuyện với đối phương, cùng nhau tìm ra những điểm chung và xây dựng lại tình cảm. Đối với người độc thân, tuần này có thể xuất hiện một cơ hội đặc biệt, nhưng bạn cần phải chủ động hơn để nắm bắt. Tài chính trong tuần có dấu hiệu khởi sắc,
nhưng bạn vẫn cần cảnh giác với các khoản đầu tư mạo hiểm. Nếu biết tận dụng thời cơ và đưa ra những quyết định thông minh, bạn sẽ đạt được những thành quả đáng kể. Tuy nhiên, hãy luôn chuẩn bị sẵn sàng cho những tình huống bất ngờ để không bị lúng túng. Tử vi tuần cuối, từ ngày 22 đến hết tháng 10 âm lịch, tháng Ất Hợi 2024. Tuần cuối cùng của tháng Ất Hợi là khoảng thời gian để tuổi Nhâm Dần tự nhìn lại và đánh giá những gì mình đã làm được trong tháng. Nhị hắc nhập cung chính bắc nhắc nhở bạn về sức khỏe và tinh thần. Đây là lúc bạn nên dành thời gian cho bản thân, điều chỉnh lại chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Công việc trong tuần này tuy không quá bận rộn, nhưng đòi hỏi bạn phải cẩn thận trong từng chi tiết nhỏ. Có thể có một số sự cố phát sinh mà bạn cần phải giải quyết nhanh chóng và khéo léo. Đừng vội vàng đưa ra quyết định mà hãy suy nghĩ kỹ lưỡng, tránh để những sai lầm nhỏ ảnh hưởng đến kết quả tổng thể. Về mặt tình cảm, tuần này sẽ là cơ hội tốt để hâm nóng lại mối quan hệ. Nếu bạn cảm thấy có khoảng cách giữa mình và đối phương, hãy chủ động tạo ra những hoạt động chung để cả hai có cơ hội gần gũi hơn. Đối với những người độc thân, đây là lúc để bạn mở lòng đón nhận những cơ hội tình cảm mới. Đừng ngần ngại tham gia các hoạt động xã hội hay gặp gỡ bạn bè. Tài chính cuối tháng có dấu hiệu khởi sắc nhưng vẫn cần phải cẩn trọng. Bạn có thể nhận được một khoản thu nhập bất ngờ, nhưng hãy nhớ rằng tiền bạc đến nhanh cũng có thể đi nhanh nếu không biết cách quản lý. Thưa quý vị, vì sao Phật dạy nhân quả báo ứng xưa nay vốn không chừa một ai? Trong kinh nhà Phật có nói, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo hoàng tự thọ, tức những việc ta đã làm dù trải qua trăm ngàn kiếp cũng không mất đi, chỉ chờ đủ nhân duyên, kết quả ta sẽ tự nhận lấy. Nhân quả là định luật căn bản xuyên suốt quá trình thành trụ hoại diệt của tất cả chúng sinh từ đời này sang đời khác. Cho đến vũ trụ, vạn vật cũng không phải tuân hành, biến dịch một cách ngẫu nhiên, vô lý, mà luôn tuân theo định luật nhân quả. Lời Phật dạy, nhân quả không chừa một ai, vạn sự vạn vật trên thế gian đều có nhân quả, suốt cả cuộc đời, chẳng ai tránh được nhân quả của mình. 1. Những việc con người làm, trời xanh đều thấu tỏ. Nhắc đến luật nhân quả, nhiều người sẽ cho rằng đây là một khái niệm mê tín. Cũng có người cho rằng nhân quả là khái niệm mơ hồ không có thật của Phật giáo. Trong mắt những người vô thần, nhân quả báo ứng chỉ là điều diễn dông. Nhưng rất nhiều câu chuyện có thật đã chỉ ra rằng điều tưởng như mê tín ấy lại đang hiện hữu từng phút, từng giờ ngay bên cạnh người ta. Cho nên nhân quả báo ứng là có thật. Khái niệm nhân quả nghĩa là nghiệp nhân quả báo. Nhân tức là nguyên nhân hay nhân duyên, quả là kết quả hay quả báo. Mọi việc trên thế gian đều tồn tại nhân quả, tiền nhân hậu quả. Nhân quả không do bất cứ người nào, đấng thần linh nào quy định hay chế tạo ra, mà là một quy luật tồn tại khách quan, âm thầm, lặng lẽ, nhưng luôn đúng đắn, chính xác, hiệu quả vô cùng. Đừng nghĩ rằng những việc mình đã làm không có ai chứng kiến thì thần không biết quỷ không hay. Thực ra, mỗi một việc thiện mà bạn làm sẽ trở thành phúc báo sau này cho bạn. Mỗi việc ác mà bạn làm sẽ trở thành quả báo, nghiệp báo mà bạn phải gánh vác trong tương lai. Nhân quả không chừa một ai, chẳng người nào có thể tránh được nhân quả báo ứng. Mỗi một hành động của con người cuối cùng đều sẽ gieo nhân nào gặp quả nấy. 2. Cách đối xử với thế giới này quyết định nhân quả nhận được. Trong kinh Niết Bàn cũng có dạy, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình, tam thế nhân quả tuần hoàn bất thất, nghĩa là quả báo lành dữ như bóng theo hình. Nhân quả trong ba đời xoay dần không mất. Cách bạn đối xử với thế giới này ra sao, thế giới cũng sẽ hồi đáp lại bạn tương tự. Một câu chuyện thời kỳ chiến quốc kể lại như sau. Trong những người thuộc hạ đi theo Mạnh Thường Quân có một người môn khách tên là Phùng Quang. Phùng Quang bình thường không có tài gì nổi bật, nhưng vốn tính trung hậu, đáng tin. Vốn dĩ trong nhà Mạnh Thường Quân nuôi đến hàng ngàn môn khách. Chi tiêu, ăn uống cũng là một vấn đề. Mạnh Thường Quân đành phải cho dân ở ấp tiết, đất phong của mình, vay nợ lãi để lấy thêm thu nhập. Một hôm, quản gia dâng sổ sách lên báo với Mạnh Thường Quân rằng số tiền trong nhà chỉ còn đủ chi dùng trong một tháng. Mạnh Thường Quân gọi Phùng Quang đến giao cho đi lấy nợ lãi ở ấp tiết. Phùng Quang đến nơi, thấy rằng những người mắc nợ đều là dân nghèo bèn ra lệnh đốt sạch sổ sách ghi nợ. Ông cho gọi dân ấp tiết đến và bố cáo rằng Mạnh Thường Quân cho vay nợ không phải vì lợi lộc, mà muốn để mọi người mưu sinh lập nghiệp. Mạnh Thường Quân có mấy ngàn khách ăn trong nhà, chi dùng không đủ nên bất đắc dĩ mới phải đòi nợ lãi để nuôi khách. Nay người có tiền đã lập văn tự hứa trả, còn người nghèo khổ không thể trả thì miễn cho. Mạnh Thường Quân làm ơn cho dân ấp tiết như thế quả là hậu.
Dân chúng nghe xong đều sụp xuống lạy tạ, tôn Mạnh Thường Quân như cha mẹ. Phùng Quang trở về yết kiến Mạnh Thường Quân, nghe chuyện ông tự tiện đốt văn tự ghi nợ, Mạnh Thường Quân giận lắm. Phùng Quang mới nói: dân đất tiếc vốn khổ cực, thứ tôi thiêu hủy không phải các khoản nợ kia. Tuy tôi không đem tiền về cho ngài, nhưng tôi đem nhân nghĩa cho ngài. Vậy nay tôi thấy trong nhà tiền bạc, mỹ nữ đều có đủ cả, chỉ thiếu nhân nghĩa mà thôi. Chuyến này tôi đi là dùng số tiền nợ kia mua về nhân nghĩa cho chủ nhân. Vậy Mạnh Thường Quân nín lặng đành bỏ qua, nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy không thoải mái lắm. Về sau, có người rèm pha Mạnh Thường Quân với vua Tề. Vua Tề bèn cách chức ông, thu ấn tướng quốc, chỉ cho về ấp Tiết An Lộc. Lúc này, môn khách của Mạnh Thường Quân cũng tan nát đi cả, duy chỉ có Phùng Quang vẫn ở lại bên cạnh, cầm cương đánh xe cho Mạnh Thường Quân. Khi vừa trở về ấp Tiết, dân chúng không quản ngại lặn lội ra ngoài trăm dặm đón Mạnh Thường Quân, lại còn dâng cơm rượu, chúc tụng, nhắc đến chuyện nhân nghĩa xưa kia. Mạnh Thường Quân khi ấy mới hiểu được điều mà Phùng Quang làm ngày trước, quay lại nói: ta thực quá hồ đồ, khi xưa còn trách móc ông, giờ mới hiểu được nhân nghĩa mà ông mua cho ta nghĩa là thế nào. Lời Phật dạy về nhân quả rằng, nhân quả vốn chẳng chừa bất cứ ai. Nếu bạn sống cay nghiệt, người khác nhất định đối xử hà khắc với bạn. Nếu bạn hào phóng, người khác chắc chắn chẳng so đo, toan tính với bạn là bao. Nếu bạn hiền lành, khoan dung, chân thành với mọi người, tất sẽ có người sẵn sàng ở bên bạn chung hoạn nạn. Còn nếu bạn vì lợi ích cá nhân, sống giả dối hai mặt, chẳng ai muốn đến gần một người gian xảo như vậy cả. Trong kinh Phật có nói: Bồ Tát sợ nhân, chúng sinh sợ quả. Tại sao vậy? Nhờ đã giác ngộ thấu suốt được lý nhân quả trong ba đời, nên Bồ Tát chỉ sợ nhân mà không sợ quả. Chúng sanh là loại hữu tình, có sinh có tử, còn vô minh nên đi mãi trong dòng luân hồi. Vì chưa giác ngộ, còn mê mờ không thông lý nhân quả, nên chúng sinh chỉ sợ quả mà không sợ nhân. Bồ Tát là người giác ngộ, là người đã thấy tận cái nguồn gốc của sự khổ đau và an lạc, cho nên sẽ không tự làm khổ mình, không tạo ác niệm, cũng không lo gặp phải ác báo. Còn chúng sanh lại coi thường nhân quả, lòng tràn đầy ba cái xấu xa: tham, sân, si, nói lời khẩu nghiệp, để rồi đến khi quả báo xảy tới, có hối hận cũng muộn rồi. Nhiều người làm việc ác bất chấp thủ đoạn là do không tin vào nhân quả báo ứng. Chỉ người biết sợ nhân quả, hiểu rằng nhân quả không chừa một ai thì mới có thể tích phúc tích đức, vinh hoa phú quý cả đời. Không phải một cách ngẫu nhiên mà Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni lại dạy về luật nhân quả trong hầu hết các kinh điển. Mỗi lời dạy của Ngài đều hàm chứa vô số ý nghĩa, song cũng không ngoài mục đích làm cho tất cả chúng sinh đều nhận ra được mối quan hệ giữa nhân duyên đời trước và quả báo đời sau của mình. Bởi một khi đã nhận hiểu được mối quan hệ đó, thì dù chúng ta làm việc gì, nói lời gì cũng đều sẽ phải nghĩ đến kết quả tốt hay xấu mà nó mang lại. Như vậy sẽ tuyệt đối không có sự làm liều, nói ẩu, để rồi phải chịu hậu quả đau khổ trong hiện tại và tương lai.